Hai xin giới thiệu các bạn, đây là món đuông dừa đặc sản của Bến Tre. Hôm nay là đuông này rất là mập. Nếu bạn nào có thích thì liên hệ với anh thầy Tú. À, thầy Tú và anh thầy Tú đúng rồi. Anh Đông để thưởng thức món này. Trời, cái này không có quán. Cái này của là hãng bao nhiêu dĩa đây ăn nó một cây dừa, nó vậy một cây dừa. Wow, nó mập thiệt luôn á anh. Tiễn mà.